Mà mình làm hoàng mau á, thì được bạn mình giới thiệu dùng cái loại này á, sáu xứng rất là thích, nó giảm hẳn nhức mỏi, rất là dễ chịu á. Thì mình cũng có đặt cả hộp về, sinh xong ngày thứ hai thì mình sống cái sản phẩm này thì đúng là thấy nó hiệu quả. Thứ nhất là nó cảm thấy nó khỏe khoắn hơn, ho mà rất là sạch sẽ. Thì như hồi tính cái bé đầu tiên á, thì mình lại không biết về cái sản phẩm này, nếu mà mình còn sống than và sống lá thì cảm thấy là sống than cảm thấy nó rất là ngột ngạt khó chịu, mà bên cạnh đó nó lại thối. Mà mình cũng rất là kiên trì để sống mà cảm thấy nó cũng vẫn nhức mỏi rất là nhiều. Thế không phải như dùng cái loại này mình sử dụng ba hộp trong vòng khoảng 10 ngày mà cảm thấy nó khỏe khoắn hẳn, mà rất là thơm tho, rất là sạch sẽ và dễ chịu.